Cùng với lễ gia quân phát động cấp tỉnh, 9 trên 9 huyện thị xã thành phố với 127 xã đã tổ chức lễ gia quân phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện nghị quyết số 10 của tỉnh ủy. Sau một tháng phát động phong trào thi đua, nhân dân đã đóng góp gần 30.000 ngày công lao động và trên 690 triệu đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có hơn 55 km đường giao thông nông thôn được đổ bê tông xi măng, giải cấp phối và mở mới vệ sinh môi trường, thu gom trên 160 tấn rác thải, trồng và chăm sóc hơn 375 km đường hoa, xây dựng bảo dưỡng trên 235 km đường điện thấp sáng. Phong trào thi đua phát triển sản xuất, nhất là các cây trồng vật nuôi chủ lực, theo nghị quyết 10 của tỉnh ủy, diễn ra sôi nổi, cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch. Lào Cai phấn đấu trong năm nay có 10 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao.